chấp 223 thần sủng tiến hóa. Bộ lạc Bạch Long chính là một trong ba bộ tộc đỉnh cấp kia. Bộ lạc này chỉ từng tới Du Châu và ký kết một vài hợp ước bình đẳng với Nam Thiên lúc các bộ lạc quay về. Nghe nói người của bộ lạc Bạch Long rất ít khi xuất hiện ở ngoại giới, giống như là không có hứng thú gì với việc tranh đoạt địa bàn ở địa cầu. Bộ lạc U Hổ lần đó không có giúp đỡ cũng không có ném đá xuống giếng, lúc này sao đột nhiên lại tới Nam Thiên tìm ông ngoại. Cậu thật sự rất giống ông ấy, ồ. Cái này không đáng để kiêu ngạo, ta chính là ta không phải ai cả, ta chính là Kỷ Hàn Võ. Được, ông là Kỷ Hàn Võ, ta tin ông. 2. Thực ra lần này chúng tôi tới quả thực có chính sự, 6 ngày sau sẽ có một minh hội được tổ chức ở thế giới phương hóa, tất cả các bộ lạc tầm trung đổ lên đều sẽ tham gia. Minh hội lần này sẽ quyết định rất nhiều thứ, bao gồm thái độ với địa cầu. Tin chắc ông cũng biết chuyện của cửu thiên thập địa rồi chứ, tới lúc đó chiến tranh bạo phát, địa cầu không thể tránh khỏi trở thành cứ điểm đầu cầu. Lúc ở Hắc Vụ thế giới cũng từng nghe nói bộ lạc thượng cổ là vì tài nguyên nên mới bị ép chạy tới thế giới Hắc Vụ. Cứ điểm đầu cầu, nghe không giống từ hay lắm. Người của bộ lạc sẽ không để chiến tranh xảy ra tại thế giới phương hóa, nơi đó hiện tại đại bản doanh của bộ lạc, cho nên chỉ có biến địa cầu thành chiến trường, tới lúc đó bọn họ sẽ phản công từ nơi này, giết vào cửu thiên thập địa. Không ổn lắm, cửu thiên thập địa đều là kẻ địch của chúng ta, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là bây giờ các chủ nhân của cửu thiên thập địa không hy vọng chúng ta quay về. Không ngủ được à? Ông ngoại, nghĩ tới chuyện sau này địa cầu sẽ thành chiến trường, nói thật, tin này quá kích thích rồi. Một cái là bộ lạc thượng cổ, một cái là lãnh địa cửu thiên thập địa chưa từng nghe nói. Người ta xông vào nhà của chúng ta, muốn biến nơi này thành chiến trường. Nhưng chúng ta lại không thể từ chối, con chỉ có một mình, chính diện tác chiến cho dù là bên nào cũng đều có thể tiêu hao chết con. Đương nhiên, con cũng có thể nhân lúc hai bên khai chiến mặc kệ họ, dựa vào A Ngai bọn họ bảo vệ Du Châu, nhưng khu Trường An phải làm sao, những địa khu khác phải làm sao. Vậy thì chuyển nhà đi, chuyển nhà. Con có thể suy nghĩ từ góc nhìn của cục an toàn. Xem ra những năm nay lịch luyện ở thế giới Hắc Vụ đã khiến con trưởng thành lên nhiều rồi, nhưng là một lãnh đạo, con còn phải ánh mắt thoát khỏi vấn đề. Đánh không lại thì trốn, vì duy trì văn minh, không mất. Không phải có thế giới Hắc Vụ sao, người của đám bộ lạc thượng cổ kia trốn trong thế giới vị diện hải, chúng ta cũng có thể trốn. Khoan hãy nói tới vị diện hải, thế giới Hắc Vụ dung nạp cỡ mấy tỷ người không thành vấn đề. Nhưng di chuyển mấy tỷ người không phải chuyện nhỏ, dựa vào chúng ta. Đừng có cứ nghĩ một mình làm hết mọi chuyện như vậy nữa. Tìm chính phủ liên hợp, đây chính là chuyện bọn họ nên làm. Ngày mai ông sẽ kêu chú từ của con thông báo cho liên minh, kêu họ sớm có kế hoạch. Còn về phía bộ lạc, con và ta cùng tới thế giới phương hóa, xem thử đám người bộ lạc thượng cổ kia rốt cuộc có âm mưu gì. Ông ngoại, tình hình bên phía liên minh phức tạp còn bắt ông đích thân ra trận, bên thế giới phương hóa một mình con có thể xử được. Tới thế giới phương hóa ai biết sẽ có chuyện gì, không thể để ông ngoại mạo hiểm được. Cháu ngoại của ông quả thực đã trưởng thành rồi. Con đi đi, đi sớm về sớm. Trưa hôm sau, gần núi Himalaya. Một bạch long thuần huyết phẩm chất truyền thuyết cấp 69, cô gái này nhìn có vẻ còn chưa tới 20, đã sở hữu ngự thú hoàng cấp đỉnh phong, chắc cũng có chút lai lịch. Xuyên không vết nứt không gian này là tới quần đảo Ngoại Long rồi. Đây chính là quần đảo Ngoại Long sao? Nơi này quái vật long tộc rất nhiều, hơi giống long vẫn chi cốc, nhưng mà quái vật này nơi đa chủng loại hơn, phạm vi cấp bậc cũng lớn hơn. Đáp đất. Quay về huấn luyện tốt, lúc các tộc hội họp biểu hiện tốt chút, đừng làm mất mặt anh trai con. Vâng. Lão nãi nãi, nơi này là... Nơi này là hòn đảo các đời tế tư sống, ta chính là đại tế tư đời này của bộ lạc. Trước khi hội nghị cậu có thể ở lại đây, chỗ ta cũng không có quy tắc gì đặc biệt, nhưng mà tốt nhất đừng chạy lung tung. Sớm đã nhìn ra thân phận bà bất phàm. Nhìn. Nào. Đây là quái vật bộ lạc thuần chủng, chúng về cơ bản có thể làm ngự thú cho bộ lạc, chúng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở quần đảo Ngoại Long.
Nếu cần, những quái vật này có thể tham gia chiến trường rất nhanh. Người có tiền án. Lẽ nào nói bộ lạc u hổ? Ngoan quá đại tế tư, bình thường tôi đều là công dân tốt tuân thủ pháp luật, sẽ không như vậy đâu. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.